Một số ý kiến tại hội thảo thích nghi và giảm nhẹ biến đổi khí hậu, các vấn đề và giải pháp của thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hôm nay cho rằng các quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năm 2025 vẫn chưa tính đầy đủ các rủi ro của biến đổi khí hậu. Một trong những tác động rõ rệt nhất của biến đổi khí hậu mà đô thị lớn nhất cả nước phải gánh chịu trong thời gian qua là triều cường và ngập lụt. Đặc biệt, đỉnh triều cường tại thành phố luôn là năm sau cao hơn năm trước. Nguyên nhân của thực trạng này là do quá trình phát triển đô thị đã làm thu hẹp và mất dần ao hồ, kênh rạch và quá trình bê tông hóa đã làm giảm đáng kể diện tích thấm nước. Đặc biệt, công tác quản lý đô thị chưa chặt chẽ, yếu kém nên để xảy ra tình trạng lấn chiếm kênh, rạch làm thu hẹp dòng chảy. Các nhà khoa học cho rằng giải pháp cấp bách là vấn đề quy hoạch phải được triển khai một cách đồng bộ, chặt chẽ và có tính hệ thống, bảo vệ có hiệu quả, tối ưu hóa khả năng thích ứng của các vùng cơ sở hạ tầng màu xanh nhưng không ảnh hưởng đến chính sách phát triển kinh tế xã hội.